kênh Cần Thơ Cứu Sự. Kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đã trở lại với kênh ha. Rất vui được gặp lại quý vị. Một đoạn đường buổi sáng nay là chỗ chợ Nít Nài nha cô chú, chợ An Nghiệp. Xem cái tình hình cái nước có bị ngập không, có thể nói chỗ này đường làm lại cao ha. Thì tham quan một đoạn video ngắn ha quý chú anh chị. Rồi xin mời. Xem video cô chú anh chị nhớ nhấn like video để giới thiệu cho nhiều người cùng xem nha quý cô chú anh chị. Cảm ơn và cảm ơn luôn. Cái khu vực bên này, bên chỗ chợ này xây cao ha, nước không ảnh hưởng, dù nước lên hôm nay cũng khá nhiều. Tùy chỗ, chỗ thấp thì bị ngập. Rồi hôm nay chỗ chợ này tương đối cao, không bị ảnh hưởng. Nhưng mà thời điểm này chúng ta lưu ý là không được vào các hẻm ha. Thời điểm nước lên, tại vì trong hẻm thường thường thấp. Có những hẻm được nâng cấp lên rồi thì không sao, nhưng mà những hẻm mà chưa kịp nâng cấp thì ngập nhiều sâu. Nhắc lại cô chú là chợ mình mới đi qua là chợ An Nghiệp ha. Thì con đường này nó dẫn ra tới chỗ Mậu Thân luôn, đường Mậu Thân luôn.
chưa gì đã thấy chỗ này nó bị nước. Tạm biệt, hẹn gặp lại luôn.